Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi len lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa. Nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vài cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nồng thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối ác đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tâm. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thuê vắng chiếm bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em
cho sải nghe tàn đàn mới cảm an. Tội tình vu cáo cầm da ma gây nên hoàng trai bất nam chia lìa tạo bao thảm cảnh não nề. Nay xin sám hối trăm bề ăn năn kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non à, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay à, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay. Dân lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh. Kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường khuyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng che cướp vật đổ hồ trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò bói toán tương tình dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Án kia nói chẳng đủ lời nay con sám hối nương nơi phận đa cầu cho ác nghiệp được tha. Chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàng không nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời y phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn. Không còn ý tưởng trộm vai người người đều biết đủ đầy chẳng tham lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can à, lại ưa bố thí rải ban phước lành hồi hướng cầu nguyện hoàn thành à, thiền tâm thí độ chúng sanh muôn ơi loài. Nam mô công đức tự tại Phật. Nam mô thính tự tại Phật. Nam mô thế tự tại Phật. Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Ý Trụ Trì Nam mô Địa Trụ Trì Phật. Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật. Nam mô Khi Trụ Trì Phật. Nam mô Công Đức Tánh Trụ Trì Phật. Nam mô Sắc Thắng Phật. Nam mô Chuyển Pháp Khởi Phật.
Nam mô Nhật Thiết Quang Hình Thị Phật. Nam mô Phan Nhật Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật. Nam mô Phát Thành Tựu Phật. Nam mô Thiện Hộ Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Hỷ Phật. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ai ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân.
nay đem tính mạng tâm thần quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Nam mô Thiện Sư Phật. Nam mô Phổ Thiền Phật. Nam mô Cam Lộ Công Đức Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Sư Tử Tiên Phật. Nam mô Phật Nhãn Phật. Nam mô Hiệp Tụ Phật. Nam mô Tật Trí Dũng Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Sư Tử Thu Phật. Nam mô Hải Mạng Phật. Nam mô Năng Độ Bi Ngạn Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Xưng Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Phật. Nam mô Thiện Giả Ma Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đóa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cái người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn ăn cúi đầu kinh lại Thế Tôn
một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quốc hòa oán trời trách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà hàng miệng khoe quan đã tự thành thánh nhân tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hán được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tím to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm anh mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoang dùng ý ngữ khoe tài vu không xuyên tạm chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan khó nổi có bài ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh nay con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu bày ra lời nói đôi chiều tan dương ngoài mặt đặng điều sau lưng dèm pha phần tan đôi đường tấn công khích bác lợi dường như dao vua tôi nghi kỳ lẫn nhau vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa hai bên liền kết an hòa cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh làm cho nước loạn dân lành khóc la ác nghiệp như nước hằng hà lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày con nguyện tu
sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, mà ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm gốc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Nam mô Thiện Công Đức Phật. Nam mô Thiện Sắc Phật. Nam mô Thiện Thức Phật. Nam mô Thiện Tâm Phật. Nam mô Thiện Quang Phật. Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Vô Ý Phật. Nam mô Vô Lượng Phật. Nam mô Tóc Dự Phật. Nam mô Bất Đồng Tâm Phật. Nam mô Sân Phật. Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Danh Vô Uy Phật. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn,
đắm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi khí hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mũi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán sanh, lưỡi thèm thịt béo ca tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tưởng cao siêu, lời đăng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phận đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh anh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không, sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ, nguyện đem cái mạng sống hờ, quy y Tam Bảo vương bờ tử sanh. Nam mô danh tự tại hộ thế gian Nam mô danh Long Tự Tại Thinh Phật. Nam mô danh Pháp Hành Quán Tuệ Phật. Nam mô công đức trụ trì Phật. Nam mô danh diệu thắng tư tài tướng thông xưng Phật. Nam mô danh diệu thắng tư tài thắng Nam mô danh Lạc Pháp Phân Tấn Phật. Nam mô danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. Nam mô danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật. Nam mô danh Tịnh Tịnh Vương
Nam mô danh giải thoát hành Phật. Nam mô danh đại hải di lưu khởi vương Phật. Nam mô danh hiệp tổ na la diệm vương Phật. Nam mô danh tán hoại kiến ma luân Phật. Nam mô danh tinh tấn căn bảo vương Phật. Nam mô danh đắc Phật pháp ba đầu ma Phật. Nam mô danh đắc Phật nhãn phân đà lợi Phật. Nam mô danh tùy tiền giác giác Phật. Kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi thẳng tay sát hại cách chi cũng làm thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạt đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi đốn rừng săn băng lưới chài chó săn đặt cuối gài mái đạo hầm cũng tên nó đang giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt uống chiều miếng tham ăn, hoặc thuê mướn kẻ hung tàn vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn. Chúng chưa tắt tiếng kêu thương thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời oan thang thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh miên can qua tranh giành biên giới cô mà diệt nhau, đạn bom pha xóm nổ cầu đích thân tàn sát, hoặc thâu người làm hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tệ cũng bao tàn. Phân thay loài vận dung nhan chẳng sờn, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê biết hà
sang pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương một lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễn trưng độc trùng hại nhau, khẩn hoang trồng chia bén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô mùi em dồn, mà con có phạm không còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nam mô tự tại thinh Nam mô Tuệ Thinh Phật. Nam mô Diệu Thinh Phật. Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật. Nam mô Cam Lồ Thinh Phật. Nam mô Tịnh Tràng Phật. Nam mô Kim Cang Tràng Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Trụ Trì Pháp Phật. Nam mô Lạc Pháp Phật. Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật. Nam mô Hộ Pháp Phật. Nam mô Phá Phân Tấn Phật. Nam mô Phạm Giới Hoài Phật. Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật. Nam mô Nhiền Pháp Định Liệu Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Tự Tại Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguyện
cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy y hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Nam mô Tỳ lô gia na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương ấy Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn án tâm mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn có cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi len lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoang ngầm đầu, chiếu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oan. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn
toàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa. Nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham ngâm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạn lợi riêng cho mình. Hoặc vì hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nồng thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, mà của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào xê vánh chiếm bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm. Tội tình vô cáo cầm da ma gây nên, hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề. Nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tài, dân lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường khuyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng che cướp vật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi.
án kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nương nơi Phật đà, cầu cho ác nghiệp được tha. Chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra. Khổ báo địa ngục hằng xa, tùy thành sắc thấy là tinh thánh năng. Ám đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui. Nỗi đau cây kiếm vạn sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mập ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng tự bi. Tội nhân ngục tốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Phát tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đảnh lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Sau khi đảnh lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật Đà báo ban rằng, trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều vì tham. Nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời, cũng không vừa ý xuống đời khổ đau. Biển đâu đang đứng bờ cao, bên lề vực thăm cửa vào cõi mê. Của ba đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vực kia xa liền. Không gặp thiện hữu báo khuyên, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu anh. Dành cho kiếp sống mãi sau, thì ba đường dư xa vào chẳng oan. Tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dại rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người. Đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành phối sạch trắng tay, môn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo. Cả đời khổ cực chắc chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói rách cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân. Phương đức chẳng thể cậy trong, lọt vào ác đạo có hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai. Ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con.
tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiện Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nguyện xin sám hối trước tiền súc sinh cổ báo hiện tiền nghiệp oan tha sinh cầm thu giá mang không có tri tức cam làm ngựa trâu em. Kéo cày trả nợ thâm sâu hoặc làm loài thú đầu không chân làm mọi loài khác bất ăn hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thối hoặc làm loài có vẫy xuôi để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân súc sinh khổ báo vô ngần con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân trường kỳ đôi khác muôn phần khiếp kinh phần giờ máu mổ nước sình vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam mây. Bụng to cổ nhỏ như kim mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên khổ báo vô lượng vô biên của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng cũng là khổ báo quỷ thần tu la kiêu căng vô nịnh đeo hoa ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình gánh cá trắng bể lấp kênh làm thần a quỷ đậu gần cuối khe cứu bàn trà quỷ gom ghê cũng loài la sát thần chê quỷ gồm mà báo thân thần quỷ chẳng cam mang. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan. Nguyện nhờ công đức ăn năn sám hối khổ báo nghiệp phàm súc sinh anh. Sẽ màn ưu tối vô minh tuệ giá soi sáng nghiệp mình tự hay bỏ thân ác đạo đọa đầy tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham đời đời thoát cảnh cơ hàng mùi vị cam lo chứa chan lòng trần nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu bỏ thân vua nịnh
bệnh tật kêu bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì làm điều ích lợi khắp vị nhân thiên, nguyện rằng từ đây trở lên đến ngày đạo quá chu viêm bồ đề, không còn khổ bao bốn bề ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh, sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật. Nam mô Tịnh Tu Vương Phật. Nam mô Hương Thượng Thắng Phật. Nam mô Hư Không Thắng Phật. Nam mô Diệu Thắng Phật. Nam mô Phương Tác Phật. Nam mô Diệu Di Lưu Phật. Nam mô Bồ Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam mô Kim Cang Kiền Phật. Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật. Nam mô Hóa Tràng Phật. Nam mô Trí Tích Phật. Nam mô Hiền Vô Câu Hoài Đức Quang Phật. Nam mô Xưng Lực Vương Phật. Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Trì Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Thắng Phật. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời người trong cõi diêm phù, đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên sinh mạng diêm phù, cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can anh. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm, mà khổ máu nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh.
ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng về, tàn dư tiền kiếp đến kỳ phán ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thị tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chúng em. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lãnh chia nghiệp quá không mong thoát nạn, sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cứu thân tàn tật đau anh. Giá quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa, ba án tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường, họ hàng quyên thuộc quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường cổ đau anh. Oan gia khổ bao đối đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình, khổ bao nước lửa đau bình, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên, xa quê mồ mả tổ tiên em. Nhiều phen lưu lạc nơi miền hoang vu, khổ bao lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra, khổ bao miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nán tan, khổ bao hoạn nạn miên man. Dịch tả số ré phong hàng liệt thân, khổ bao á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy, khổ bao yêu mỹ tần kỳ, sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nạn, hải hùng thú giữa trên ngang, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn, sám hối khổ báo từ đâm mang. Tự treo tự sát tự cầm vực sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương, sám hối khổ báo tai ương, công danh không phận sanh đường tiền thí. Y phục thực phẩm chi lê, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng, làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viễn nào. Đời này và cán đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan, hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan, triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng. Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật,
Phật. Nam mô chúng thượng thủ Phật. Nam mô cao liệu tôn Phật. Nam mô tràng vương Phật. Nam mô ba đầu ma công đức Phật. Nam mô phóng quang minh Phật. Nam mô di lặc Phật. Nam mô quang minh ba đầu ma quang Phật. Nam mô thân vương Phật. Nam mô pháp tràng Phật. Nam mô vô lượng phân tăng Phật. Nam mô hải tu di Phật. Nam mô diệu kiến Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bất Không Kiến Phật. Nam mô Bồ Chướng Ngại Hống Thinh Phật. Con về ba nghiệm sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng thảy tuần tự dân, chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nàng nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi cũng không hối tiếc, thân đời chúc chi cực là thế giới tức thì tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng ban hữu đồng tu sanh nơi chánh pháp hưng phù tịnh tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếm kiếm một dòng hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân, đời đời kiếm kiếp được
gần. Mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi, chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phương trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiên tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi. Chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son. Phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu. Công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sắm nhiều hằng xa. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tác thành. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Nam mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật. Nam mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Nam Phương Phổ Bảo Tàng Phật. Nam mô Bồ Câu Giải Thoát Biển Ly Câu Phật. Nam Phật.
Phật. Nam mô Tịnh Tú Vương Phật. Nam mô Thiện Tinh Tú Phật. Dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo, vô vàn nghiệp nhân chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu, phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành, não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phân mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau, não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi, vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Nam mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật. Nam mô Long Vương Đức Phật. Nam mô Bảo Thịnh Phật. Nam mô Đệ Tử Tài Phật. Nam mô Nhân Vương Phật. Nam mô Diệu Thịnh Phật. Nam mô Hạnh Tuệ Phật. Nam mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam mô Thiện Vương Phật. Nam mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy ma. Hoặc núi ba độc trong nhà, hoặc vì ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bày
để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên nên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước, bốn triền, bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên ngay, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy nghiệp oan, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não trạng trề, hoặc do chính kiết mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũng hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đông trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập sâu rộng đàn nhập tâm. Ta oai ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tâm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nam mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diện Phật.
Nam mô Nguyễn Quang Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật. Nam mô Giống Mạnh Phật. Nam mô Nhật Quang Diện Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hòa Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Ý Phật. Nguyện nhờ công đức cao dày qua môn sám hối đêm ngày hằng chuyên ăn năn ba số não phiền cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành sáng soi ba tuệ ba minh ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em bốn vô lượng bốn tín tâm mà ác duyên thông khổ không cần sợ chi nhân duyên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sao trần chẳng thế làm mờ trăng sao anh sáu ba la mật hạnh cao sáu thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm ô chẳng vương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nguyên nhân bảy số trở đi cho đến mười số tức thì tiêu tan ngay ngồi hoa thanh tịnh yên bàn tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh hành mười vị cũng viên thành đoạn trừ chín đô thực hành chín phen anh nguyên nhân mười một trở lên mười hai mười tám nhân phiền não tiêu nhằm vào thể tánh cao siêu tánh không lý giải muôn điều đều thông anh bánh xe chánh phá chuyển vòng ngự tòa tử tại trong lòng tịnh thanh mười tám bất công hoàn thành vô lượng công đức sẵn dành độ tha nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng nguyện lòng cung kính mười phương chí thành lễ lại cung dường chư tôn.
Nam mô Tỳ lô gia na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám hối việc muôn đời lâu xa, nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp án lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện, làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm lối ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương cường đường ru anh. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sát lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biện hay, lỗi lầm che giấu tội ngày càng tăng hay. Triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối điên bàn dựng xây, con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao.
tích chư căn phần. Nam mô Tịnh Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Phật. Nam mô Tịnh Thắng Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thịnh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Hóa Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật. Công phu sám hối thực hành trước cần nghiêm chính thân hình ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung trong thời quan tướng môn lòng thiên thai quan thần trong cõi ta bà cố tình tham luyến mãi mà đường sao ai một mai hơi thở không vào bốn đại tan rã khi nào phục hồi nếu không gặp Phật ra đời cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban mà nghe bạn hữu hoang đàn nướng sâu nạn hiểm hố hang bước vào lỗi lầm tạo tới chân nào luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra thứ hai từ nghĩ đời ta tuy gặp Phật pháp nhưng mà uổng thay chẳng từng biến sống hàng ngày y lời phân dạy mà dạy con tu anh mong ngài thoát khỏi ngục tù nói dòng huế mãn công phu chân truyền lại còn che giấu phận hèn nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo chậm chân đã lỡ chuyến đò còn đâu dám nhận là ngu nhất đời lẽ đâu hiền thánh Phật trời chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa ngu si mà cũng dại khờ con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên chư Phật Bồ Tát thân hiền con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Hàng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cổ Vương Phật. Nam mô Kim Cang Tề Phật.
mô Phật tâm Phật. Nam mô Như Thật Trụ Phật. Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần, sở khi địa ngục xa chân bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai anh. Đầu trâu mặn ngựa ra oai cầm đầu theo nghị văn này ít chi Diêm Vương mặt sắc thị uy hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oán kiên sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi, người thưa thuở trước tên đời giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người, ngày nay nó đã hết thời thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung manh. Chứng dần kéo tới trùng trùng oán kia chồng chất khó lòng kéo oán. Khế kinh đã nói rõ ràng pháp nơi địa ngục chẳng oán uống gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra, tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mệnh anh. Chiêm Vương nội trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan, dẫu vô lượng kim than vàng cũng không thoát cảnh cửa bàn che xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương mình làm, mình chịu dễ nhường cho ai, biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phần anh. Vô thường ập tới bấn thần hối than chẳng kịp muôn phần uổng công, nay con sám tự đáy lòng khẩn cầu Phật thánh thay đồng chứng minh, ăn năn hết mọi tội tình cúi đầu con lại tâm thành kính dâng. Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thân Phật. Nam mô Văn Vương Phật. Nam mô Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phật. Nam mô Văn Thần Vương Phật.
Nam mô Đại Công Đức Phật. Nam mô Đại Tu Di Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật. Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam, tùy theo tính chất biện làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham, giận hờn phát tác nghiệp sân, vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạng kính chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần, học tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngã tâm tánh hung hăng, luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai, u mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thánh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Đất Đại Thế Chí Phật. Nam mô Hư Không Tạng Phật. Nam mô Vô Cấu Xưng Phật. Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam mô Thật Thình Phật. Nam mô Đại Hải Phật. Nam mô Đế đầu sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con. Tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng trói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân.
sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạc lòng, dập đầu lại đấng chí công, lại chư hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiện Kim Cang Phật, nam mô Vô Cấu Quang Phật, nam mô Lạng Trang Nghiêm Tư Duy Phật, nam mô Vô Cấu Nguyện Tràng Xưng Phật, nam mô Hoa Quang Phật, nam mô Hoa Quang Phật, nam mô Bảo Tượng Phật, nam mô Vô Ủy Quang Phật, nam mô Viễn Ly Chư Ủy Kinh Bồ Phật, nam mô Sơ Tự Phấn Tăng Lực Phật, nam mô Kim Quang Minh Vương Phật, tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội từ y nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Chỉ mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền, nhận rằng ba cõi nhân thiện y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sao nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng giặc trong giặc ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Khi tâm quỳ tận hư không khắp pháp giới, qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười phương.
Khi tâm quy tận hư không, khắp pháp giới tồn pháp thường trú mười phương. Khi tâm quy tận hư không, khắp pháp giới quá hiền, vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sống ngàn trùng, mà đại dương khổ đảo mênh mông xa vời, cần cầu giải thoát luân hồi. Niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên hay. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật, đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếp thọ chúng con. Chứng minh chúng con sám hối phán nguyện, bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thủy những tham sân si, động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết, cõi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khao vãng sanh thế giới Cực Lạc, bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay, đều đem hồi hướng hên thảy chúng sanh. Nguyện cầu pháp giới hên thảy chúng sanh
cùng đưa vãng sanh thế giới cực lạc. Bán nhà ba la mật đa tâm kinh, quán tư tài quán sau bàn nhã, ngài thấy rằng tất cả là không. Năm uẩn cũng thế một dòng, là không nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không không sắc chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa rầy tướng không. Vì không tướng nên không sanh diệt, cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào. Ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao. Mắt tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị. Xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi, nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì. Vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thái vô minh. Đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đào đồng không có, trí tuệ mong được có được chăng. Các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì. Không sợ hãi viên lý điên đảo, xa lìa mong tướng đáo niên bàn. Ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mẫn thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề. Thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay chữ anh thầy khổ không, phải nên tin chẳng xóa lòng hoài nghi. Nên như vậy tâm thì nói chủ yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà an. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà trong phạm giới. Mau về cõi Phật thắng một đường, duyên lành hồi hướng mau giác ngộ. Văn thù phổ hiện quang năm độ, các vị Bồ Tát nhiều vô số. Đại trí bờ kia chư thiên hồn, nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não. Nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo, nguyện bao tội chướng sám tiêu trừ. Kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo. Phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật,
thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi, nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền kiếp oan trái, hoặc nhiều kiếp oan thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoặc tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội lỗi. Khẩn cầu ai thân chư Phật từ lực Bồ Tát, vũ lòng thương xót gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ tròn đủ. Tâm nguyện âm siêu dương thai phàm giới chúng sanh, hữu tình và vô tình đồng thành Phật đạo. Trời A Tu La Dạ Xoa Thải A, phải hết lòng ủng hộ Phật pháp cho thường còn mọi người siêng tu lời Phật dạy.